kéo xuống cái nữa, con kéo xuống cái nữa. Của mình đó. Rồi lấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, dương lịch khí phận đó. Đẹp không? Dạ rồi anh em đi 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 tham quan dưới đó coi có cá không? Đồ chơi gì mà đồ chơi, đi đâu cũng đồ chơi, trong ba lô con có đồ chơi nè. Chơi đỡ gì, chơi đó hồi người ta bắt mua đó. Rồi một hồi không có tiền trả là ở đây luôn đó nghe, mẹ mua đồ hết tiền rồi. Ở dưới đó có hồ có thuyền nữa kìa. Con không chịu ăn lẹ đây rồi mình đi chơi. Đi lại uống nước với ba. Đi, lẹ lẹ rồi mình đi chơi. Ba ra đây đi ba. Đây có tủ lắp cơ kìa, để đồ đi. Ủa không đi gió đây đó. Ừ. Đi tủ kìa, ba để đồ vô ra nhà nha. Wow, cái mít quá trời mít. Okay.